nấu và màu đen ha, mình sẽ tô một hiệu người tô. Đầu tiên thì mình sẽ tô một tô màu vàng. Đó là tôi nha, tô cá con chó trước. Đó, mình sẽ tô cho đều nha. Đó, mình sẽ tô cho đều nha. Một màu vàng tươi xinh. Tiếp theo mình tô con gà là màu đậm hơn nha, màu vàng dùng nghệ nè, nó sẽ đậm hơn màu vàng nãy mình tô á. Đó, nó đi gan màu trong chanh luôn nè. Thì mình sẽ tô cho đều và đậm nha. Thì mọi người có tô thì tô đậm mà tô giống mình nha, để cho bức tranh được đẹp hơn và được nổi bật hơn nè. Tiếp theo mình sẽ tô là màu đỏ nha. Đó, thì mình sẽ tô cho đều. Cái tô mọi người nhớ tô cho đậm nha, để tránh trường hợp bị lợt màu, làm không được, làm cho bức tranh á không được nổi bạc và không có được màu sắc sặc sỡ nha. Đó, mình sẽ tô cho đều. Thì tiếp theo mình sẽ tô màu xanh dương đậm nha. Một màu xanh dương đỏ cho cái mũ của con chó đội ăn đội nha. Đó, thì mình sẽ tô cho đều và đậm màu nha, để cho bức tranh nổi bật sinh động hơn. Sữa tươi trân châu đường đen rất là ngon nha. Uống béo béo mình là ngọt ý. Đó, mình sẽ tô cho đều. Tiếp theo mình tô cho cái quần nha. Quần mình tô cũng màu xanh dương đậm luôn. Một cuộc tình một mã xin dương thiệp là đậm. Thế hai mình sẽ tô là một tím. Tím nha. Màu tím mình tô cũng là màu tím đậm luôn nha. Và mình sẽ tô màu tím này cho toàn bộ cái cọng dây nịt của bao đựng súng luôn nha. Đó, thì mình sẽ tô cho đều. Tiếp theo đôi giày nha, tô màu tím luôn. Tiếp theo mình sẽ tô màu nâu nha, cho màu da của con chó này. Chó sẽ có màu da là màu nâu. Mình sẽ tô cho đều nha. Một màu nâu quyến rũ. Đó, thì mọi người cứ tô đều giống mình là đẹp nha. Mình sẽ tô cho đậm và đều để tránh tình trạng làm xấu bức tranh nha. Mình sẽ tô cho đều.
Tiếp theo mình sẽ tô là màu đỏ cho lửa nha. Ngọn lửa sẽ có màu đỏ. Tô cho đều. Ở bên em là đều. Tiếp theo mình sẽ tô màu đen nha. Màu đen, màu đen, màu đen. Đó. Mình sẽ tô màu đen. Thì màu đen rất là đậm nên mình sẽ tô là nhẹ tay thôi nha. Để cho mèo nó không bị quá lốn. Đó. Tiếp theo mình sẽ tô một màu xanh á. Không quá đậm cũng không quá lọt nha. Mình tô cho mấy bụi cây kế bên chú chó đang ngồi nè. Đó. Thì mình sẽ tô cho đều nha. Đó. Tiếp theo mình tô là màu xanh đậm. Xanh đậm. Xanh đậm nha. Đó. Mình tô một màu xanh đậm. Quay qua cho dễ tô nha. Đó. Thì bức tranh mình tô rất là nhiều màu luôn nha. Đa dạng màu. Và khá là nổi bật luôn nè. Tại vì màu nào cũng đậm hết á. Cho nên là mình tô thì mình sẽ nương tay một xíu cho nó đừng có lố quán. Cuối cùng màu xanh dương nha. Đó, sẽ tô màu xanh dương. Mình quay qua cho dễ tô nha. Đó, mình tô bầu trời một màu xanh dương đậm nha. Lộn xanh dương lọt nha. Bầu trời là màu xanh dương lợn. Giờ em sẽ đồ cho nó đều nha. Đã. Thì mình đã tôi sắp xong rồi nha. Mình chỉ cần đồ cho nó đều thôi. Đó, thì mình đã tô xong rồi nha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh của mình nha. Cảm ơn người đã xem nha. Hẹn gặp lại, bye bye.